bé gái không mang tới cái chất cứu sống anh trai, nhưng lại bị người anh đẩy ra một cách tàn bạo, ai cho phép ngươi gọi ta là anh, nói xong chàng trai quay ngoắt người bỏ đi, để lại một mình cô công chúa nhỏ trong đêm đông lạnh giá, rét đến mức run bần bật, nhưng cô bé sớm đã quen với cách đối xử như vậy, cô bé tên là Estac, là công chúa cao quý nhất vương quốc Fion, nhưng mái tóc đen óng ả, à, lại khiến cô trở thành biểu tượng cho sự không may mắn, trong lời tiên đoán của đại tư tế nói rằng, ánh sáng và bóng tối sẽ sinh ra vào cùng một ngày con của ánh sáng sẽ đưa quốc gia đến với sự phồn vinh còn con của bóng tối sẽ đem tới tai ương cho tất cả mọi người không may nàng công chúa nhỏ vừa khéo lại sinh đúng vào ngày được dự đoán bởi vì mái tóc đen này cô bé hiển nhiên bị coi là không may mắn bị đưa đến nơi xa xôi nhất trong cung điện trải qua những tháng ngày thậm chí còn không bằng người hầu mà cô con gái riêng được sinh vào cùng ngày lại có một mái tóc màu bạc tượng trưng cho huyết thống hoàng thất vì thế cô bé được coi là hóa thân của ánh sáng trong lời tiên đoán dễ dàng có được tình yêu thương của tất cả mọi người cứ như thế, hai cô công chúa lớn lên trong hoàn cảnh trái ngược nhau, chớp mắt, Estac đã 12 tuổi rồi, bên cạnh cô bé, chỉ có một mình Loena chăm sóc, cung điện nơi hai người ở đã hỏng hóc nhiều năm không được tu sửa, thậm chí còn thường xuyên gián đoạn, tiền nuôi dưỡng công chúa nhỏ, bởi vì thiếu hụt thức ăn, Estac bé nhỏ sớm đã học được cách chịu đựng cơn đói, nhưng dù cho cuộc sống có khổ sở tới nhường nào, trên gương mặt cô bé vẫn luôn hiện lên nụ cười mãn nguyện, Loena nhìn bé gái đang trêu đùa con bướm, trong lòng vô cùng đau xót. Nếu như không có, nếu không có lời tiên tri kia thì tốt biết bao, công chúa nhỏ của cô cũng sẽ có thể có được một vườn hoa đẹp đẽ như vậy. Chỉ là tất cả mọi thứ hiện giờ đều thuộc về công chúa ánh sáng. Các hoàng tử vì cô con gái riêng đó đã trồng đầy loại hoa bách hợp nở rộ quanh năm, còn công chúa nhỏ có trong mình huyết thống thuần chủng lại chỉ có thể đứng nhìn từ xa, thậm chí muốn vào chơi còn phải lén lén lút lút. Loena càng nghĩ càng tức, đứa trẻ lương thiện giống như Estac, sao có thể là? đưa con của tai họa trong lời tiên đoán được trong lúc cô đang mải mê suy nghĩ bên phía công chúa nhỏ vang lên tiếng ọc ọc loena vội vàng hỏi cô bé có phải người đói rồi không thế nhưng estac hiểu chuyện lại ôm chặt bụng lắc đầu tỷ nữ biết rằng cô công chúa nhỏ muốn để dành phần thức ăn đó của mình nhưng trẻ con không ăn uống đầy đủ thì sẽ bị bệnh vì thế loena bèn giao công chúa cho anh chàng kỵ sĩ có mối quan hệ rất tốt với mình Erson, còn mình thì đi tới phòng bếp chuẩn bị thức ăn estac ngoan ngoãn đi theo sau Erson chỉ là cô bé không ngờ rằng sẽ bắt gặp anh trai Miragan và em gái Lily đang uống trà chiều trong sân, rõ ràng đều là em gái, nhưng anh trai lại chỉ yêu quý người em có mái tóc bạc bởi vì mái tóc màu đen biểu trưng cho sự không may mắn, vì thế dù cho công chúa nhỏ có từng cứu mạng anh ta, trong lòng Miragan cũng vẫn chỉ thừa nhận người em gái Lily, đại hoàng tử không mấy vui vẻ, nhìn bé gái đang hành lễ, ánh mắt ghét bỏ, khiến trái tim cô công chúa nhỏ đau nhói, sự lạnh lẽo này cũng giống như cái đêm mấy ngày trước cô bé nơm nớp lo sợ mong chờ anh tỉnh lại, khe khẽ gọi anh tiếng anh trai, bản thân thì lạnh tới mức cả người run lẩy bẩy, lại còn đem chiếc chăn duy nhất, đắp lên trên người anh trai, nhưng thứ cô bé nhận lại được chỉ là một câu nói, đừng gọi tôi là anh trai, người có thể gọi như vậy, chỉ có em gái ta khoảnh khắc này trái tim Estac, giống như bị khuét sạch, người thân mà cô bé khổ sở chờ mong, lại coi cô giống như bệnh dịch, em cũng là em gái của anh mà, cô bé tuyệt vọng nói thầm, nhưng lại ghi nhớ kỹ trong lòng, việc không được gọi anh trai ấy vì thế khi gặp mặt lần nữa, Estac ngoan ngoãn thưa một tiếng, Hoàng Thái tử điện hạ, Miragon căn bản không nghe ra sự thay đổi trong cách xưng hô, chỉ có công chúa nhỏ biết, trong lòng mình rốt cuộc đau đớn tới nhường nào, thế nhưng lúc này, Rilly ở bên cạnh lại bỗng dưng mở miệng, cô bé mỉm cười mời chị gái, ở lại uống trà, Estac ngây thơ, còn tưởng rằng đây là sự quan tâm của người thân, không ngờ cô em gái kia vừa mở miệng, đã nhắc tới mái tóc đen dài của cô, với giọng điệu ngạo mạn, chứa đựng sự ghét bỏ. Điều này khiến cô công chúa nhỏ không khỏi tự ti, thực sự khi so sánh với Lily, cô bé giản dị hơn rất nhiều, mái tóc của em gái xinh đẹp giống như loài hoa bách hợp, khắp người tỏa ra hơi thở của sự cao quý, còn bản thân Estac đến tận bây giờ vẫn đang mặc chiếc váy cũ giản đơn, không thể nào nhìn ra được chút dáng vẻ giống với công chúa, hơn nữa mái tóc đen này của cô bé đã được dự đoán sẵn sẽ đem tới điều không may mắn. Thời khắc này cô bé cuối cùng cũng hiểu được, tại sao người nhà lại ghét mình rồi, nhưng lúc này, Lily lại bỗng dưng để ý tới chiếc kẹp tóc bên tai tiểu công chúa cô ta làm sao có thể cho phép chị gái có thứ mà mình không có cơ chứ vì thế bèn chia tay ra một cách đầy ngạo mạn kẹp tóc của chị khá dễ thương đấy đưa nó đây cho tôi trong giọng điệu của riley chứa đựng mệnh lệnh không thể phản kháng tiểu công chúa thấy vậy vội vàng lùi về sau hai bước cô bé sắp sửa bật khóc rồi nhưng cô em gái lại không thèm để tâm sự chống cự của cô nếu để người khác nhìn thấy chắc sẽ tưởng rằng tôi đang cướp đồ của cô mất chỉ là một cái kẹp tóc rẻ tiền thôi mà cho tôi mượn một chút thôi mà khó thế à? thấy Rilly sắp sửa đưa tay ra cướp lấy, tiểu công chúa dùng hết sự dũng cảm của mình. Loena từng nói với cô bé, hoa linh lan tượng trưng cho chắc chắn sẽ có được hạnh phúc. vì thế đây không chỉ là một chiếc kẹp tóc nho nhỏ, mà nó còn đem theo cả hy vọng của cô bé với cuộc sống. cô bé nói một cách nghiêm túc, kẹp tóc là của mình, vì thế không cho mượn. vừa dứt lời lại thấy gương mặt Rilly sớm đã biến sắc. đây là lần đầu tiên có người dám nói với cô ta như vậy. cô ta tức giận hất đổ toàn bộ chén trà trên bàn, cô ta đang đợi, đợi anh trai ra mặt thay cho mình, trước mặt anh trai, cô công chúa nhỏ bị người em gái độc ác ức hiếp, nước trà nóng hầm hầm bắn hết lên người Estac, cô bé đau đớn nhíu chặt lông mày, nhưng Riley lại chẳng hề, có ý định dừng tay lại, thấy cái tát mạnh bạo, sắp sửa rơi xuống, đại hoàng tử Miragon ở bên cạnh, cuối cùng cũng đứng lên, anh nắm chặt lấy, cánh tay nhỏ bé của Riley, đừng làm loạn nữa, trong giọng điệu của chàng trai đem theo sự dịu dàng, nhưng cô em gái tùy hứng lại không hề nể mặt anh trai tẹo nào. Cô ta cố gắng hất tay anh trai ra, nước mắt rơi xuống giống như những viên chân châu. Anh quá đáng quá rồi đấy, làm như là, em muốn cướp đồ của chị gái vậy. Lời lên án của em gái, đâm thẳng vào trái tim chàng trai. Miragon vội vàng đồng ý, sẽ mua cho cô bé một cái kẹp tóc giống y hệt. Thế nhưng câu trả lời này, hoàn toàn không khiến Riley really thỏa mãn. Cô ta dùng ánh mắt sắc bén, liếc nhìn cô công chúa nhỏ đang được dỗ dành, dựa vào cái gì mà đồ sao trổi, lại còn muốn tới tranh giành anh trai với mình. Nghĩ tới đây, Riley nở một nụ cười lạnh lẽo, sau đó lập tức xoay người chạy ra khỏi vườn. Cô ta đang đợi anh trai, sẽ vứt chị gái lại chạy đuổi theo mình. Nhìn bóng lưng Riley đang chạy xa dần, đại hoàng tử bất đắc dĩ, chỉ đành bảo son chạy đuổi theo trước, còn mình thì ở lại, tiếp tục uống trà cùng với Estac. Mặc dù anh không thích cô em gái tóc đen này, nhưng anh cũng không mặc kệ cô bé, bị người khác ức hiếp, đặc biệt là cô bé còn từng cứu mạng của anh. Nhìn cô em gái, đang mặc chiếc váy mới mà mình tặng, tận sâu trong đáy lòng Miragan dần này sinh ra cảm giác thỏa mãn khi làm anh trai thế nhưng những điều này cô công chúa nhỏ đều không hề hay biết lúc cô bé đang do dự không biết có nên chủ động rời đi không liền nghe thấy miragon ở bên cạnh bỗng dưng mở miệng chiếc váy ngươi đang mặc là đồ mới sao estvê sững người khi nghe câu hỏi ấy lẽ nào là anh trai đang quan tâm cô bé sao trong lòng cô vẫn đang ôm theo một chút sự kỳ vọng cuối cùng với người nhà nhưng khi cô bé nói với anh trai chiếc váy là do loena làm cho mình đại hoàng tử bỗng nhiên giống như biến thành một người khác Miragon hung dữ đập bàn, công chúa nhỏ bị dọa sợ run bần bật, cô bé vô thức gọi anh trai, lại bị người khác ngắt lời một cách vô tình, "Ta đã từng bảo ngươi, không được gọi ta như vậy, ngươi tốt nhất nên cẩn thận một chút, đừng tưởng rằng ta ngăn cản Riley really là vì muốn giúp ngươi, ngươi không xứng." Trên gương mặt Miragon đem theo sự ghét bỏ đầy kiêu ngạo, còn cô công chúa nhỏ lại khổ sở gọi một tiếng, "Hoàng thái tử điện hạ." Cô bé nói ra câu hỏi mà bấy lâu nãy vẫn chôn sâu trong đáy lòng, "Em cũng là em gái của anh, tại sao không thể cho em một chút tình yêu thương nhưng còn chưa nói xong đại hoàng tử đã đập mạnh bàn ngắt lời cô bé nếu như cho ta chọn một trong hai ta sẽ không chút do dự lựa chọn really nói xong miragon quay ngoắt người bỏ đi đến một cái ngoái đầu nhìn lại cũng không có để lại công chúa nhỏ đơn độc ngồi lại phía sau mặt đầy nước mắt thế nhưng đại hoàng tử lại không hề biết rằng sách ma pháp của mình đã bị rơi ở đây và rất nhanh thôi anh sẽ phải hối hận vì tất cả những việc mình làm trước kia cùng là công chúa người em gái tóc ngắn có được toàn bộ tình yêu thương của anh trai còn cô chị tóc đen, ngay đến cả tư cách để gọi anh trai cũng không có. Estac vô cùng tủi thân, rõ ràng người bị nước trà nóng làm bỏng là mình. Nhưng tất cả mọi người, đều chỉ quan tâm tới cảm xúc của Riley. nghĩ tới đây, cô bé thất vọng chuẩn bị rời đi, nhưng khi vừa nhấc chân lên, lại đá trúng phải, cuốn sách mà Miragon làm rơi trên đất, với bản tính tò mò, cô bé đã nhặt quyển sách lên, nhưng cô bé không ngờ rằng, mình lại có thể đọc hiểu được thần chú trên đó, toàn bộ những thứ này, đều là những từ ngữ Estac chưa từng nhìn qua nghĩ tới đây đôi mắt của cô bé, bỗng dưng sáng bừng lên, cô đã từng nghe rằng, để học được ma pháp thì cần phải có thiên phú cực cao, người giống như cô bé có thể trực tiếp giải mã được thần chú, là cực kỳ hiếm, nếu như cô bé có thể học được, ma pháp trên quyển sách, có phải anh trai, sẽ để ý tới cô nhiều hơn không, cô bé có phải, sẽ có được một chút cơ hội được yêu thương hay không, trong lúc công chúa nhỏ đang mải mê suy nghĩ, trước mắt lại bỗng nhiên hiện ra, một dãy ký tự đặc biệt, ma pháp tìm kiếm vận mệnh, chỗ này hình như ngay cả anh trai cũng không thể lý giải được Estac tò mò đọc thần chú trên đó lên không ngờ rằng ma pháp bỗng dưng có hiệu quả chỉ thấy một ánh sáng trắng xoẹt qua một giây sau cô bé đã bị đưa đến một căn phòng mới lạ khung cảnh tối tăm xung quanh khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo nhưng lúc này sau lưng cô công chúa nhỏ lại vang lên tiếng bước chân nặng nề cô bé sợ hãi xoay người lại chỉ thấy một chàng trai tóc đen đang đeo còng tay nhìn chằm chằm vào cô bé nếu như cô biến đi ngay bây giờ thì tôi sẽ không giết cô gương mặt lạnh tanh của chàng trai Khiến Estark nghĩ rằng, người này rất đáng sợ, chỉ là cô bé không ngờ rằng, ma pháp vào thời khắc quan trọng lại mất hiệu nghiệm, dù cho cô có niệm thần chú trên cuốn sách đó như thế nào, hoàn cảnh xung quanh vẫn không hề có chút thay đổi nào, điều này khiến cô bé vô... hoàn cảnh xung quanh vẫn không hề có chút thay đổi nào, điều này khiến cô bé vô cùng tuyệt vọng, cô bé cả người run bần bật chờ đợi cái chết, nhưng không ngờ chàng trai kia lại đang sờ vào chiếc kẹp tóc hoa linh lan bên tai cô, biểu cảm dịu dàng này, giống như chuyện ban nãy chưa từng xảy ra vậy. Sau đó Estac mới biết, chàng trai này tên là Oberion, anh hoàn toàn không phải tội phạm đang bị giam cầm, mà anh chính là chủ nhân của tòa thành này, chỉ là vì một số nguyên nhân khiến anh buộc phải đeo còng, hơn nữa nhìn anh cũng không đáng sợ đến thế, thậm chí có thể nói là tính cách rất tốt, anh sẽ chuẩn bị thức ăn vô cùng phong phú cho Estac, còn quan tâm tới vết thương nhỏ bé trên tay cô, mỗi lần Estac học ma pháp mới đều sẽ lập tức thể hiện cho Oberion xem, còn chàng trai thì sẽ nhẫn nại xem hết toàn bộ còn không quên dịu dàng khen ngợi cô đã tiến bộ rồi. Đây đều là tình yêu thương, mà Estac không thể có được từ chỗ người nhà của mình. Cô bé đã sớm coi, Abelian là anh trai của mình, nếu như có thể, Estac thật sự mong muốn có thể sống mãi ở đây. Nhưng cô bé cũng có, lý do khiến mình buộc phải quay trở về, bởi vì Loena vẫn đang ở trong hoàng cung đợi cô. Vì thế cô bé bắt đầu, khổ luyện ma pháp, chỉ là Estac không ngờ rằng, câu thần chú mình mới học, suýt chút nữa đã gây ra chuyện lớn, vì để có thể quay trở về bên cạnh anh trai. Cô bé suýt chút nữa đã ngất xỉu, cô bé đọc đi đọc lại những câu thần chú, cơ thể bởi vì phải chịu đựng quá nhiều ma lực nên vẫn luôn đau đớn âm ỉ, dù cho là vậy, Estac vẫn không thể tìm được cách quay trở về, thấy sắc mặt của cô bé càng ngày càng trắng hơn, Albion vốn không định nhúng tay vào, cuối cùng cũng không thể để yên được nữa, anh yêu cầu cô công chúa nhỏ, một ngày chỉ được dùng 50 lần ma pháp, hơn nữa lần học sau đó, buộc phải đợi cơ thể hồi phục lại mới được tiến hành, công chúa nhỏ tức giận phản kháng. Nhưng chàng trai lại chẳng hề để tâm tới sự bất mãn của cô bé, anh đặt cuốn sách ma pháp lên trên chỗ cao nhất của giá sách, chỉ là anh không thể ngờ rằng, công chúa nhỏ vì để về nhà, ngay cả mạng sống của mình cũng không cần. Tối đó cô bé lén lút trèo lên chiếc thang đặt bên cạnh giá sách, vị trí của cuốn sách ma pháp ở rất cao, công chúa kiễng chân lên nhưng vẫn còn thiếu một khoảng nữa, nhưng cô bé thực sự muốn trở về nhà, vì thế bèn bất chấp nguy hiểm, trèo lên thêm một bậc, lúc cô bé tưởng rằng mình sắp sửa lấy được quyển sách, cơ thể bỗng dưng mất thăng bằng, một tiếng rầm lớn vang lên, công chúa nhỏ, ngã phịch xuống dưới đất, kế hoạch trộm sách thất bại rồi, lại còn đánh thức Abelian ở bên cạnh, cô bé tủi thân chờ đợi, sự trừng phạt của chàng trai, chỉ là không ngờ rằng thứ anh để tâm tới đầu tiên, lại là vết thương của cô, anh nhẹ nhàng vén tóc mái của cô ra, khoảnh khắc tấm gạt chạm vào vết thương, Estac đau đớn phát ra tiếng kêu, gương mặt xinh đẹp đau tới mức nhan lại, nhìn thấy cảnh này, trái tim của chàng trai giống như bị bóp chặt, động tác của anh lại càng nhẹ nhàng hơn, trong lòng không khỏi tự trách. Nếu như không phải anh giấu quyển sách đi thì cô bé này đã không bị thương, chỉ là về chuyện giới hạn số lần tập luyện, anh vẫn không thỏa hiệp, bởi vì việc ma lực có thể hút cạn con người là điều không thể tránh khỏi, nghiêm trọng nhất còn có thể nguy hiểm tới tính mạng. Trải qua những ngày này, Albion sớm đã coi Estac là em gái của mình, người làm anh sao có thể nhẫn tâm để người thân của mình gặp nguy hiểm được. Những tháng ngày sau đó, Estac học tập ma pháp dưới sự hướng dẫn của Albion, mặc dù số lần luyện tập không nhiều, nhưng có được sự chỉ dẫn của cao thủ Cô bé tiến bộ thần tốc. Hôm ấy cũng giống như mọi ngày, Estac lại học được một ma pháp mới. Cô bé vui mừng hớn hở, chuẩn bị biểu diễn cho anh trai xem. Nhưng cô bé vừa đọc câu thần chú, giá sách ở bên cạnh đã lập tức dầm về phía cô bé. Nhìn thấy cảnh này, trái tim Obelian giống như ngừng đập, theo bản năng nhào tới ôm lấy cô, vô thức dùng tấm lưng của mình chắn cái giá sách nặng trịch đang đổ xuống. Mồ hôi lạnh chảy dọc xuống gương mặt anh, nhưng anh lại chẳng hề để tâm tới cơn đau dữ dội trên cơ thể mình, mà chỉ lo lắng hỏi Hàn Estac. Có bị thương hay không? Thấy Estac ngoan ngoãn lắc đầu, trái tim bị bóp chặt của anh cuối cùng cũng được thả ra. Erbilion giả vờ không bị thương, còn Estac bởi vì chuyện này, mà hốc mắt đỏ lừ. Cô bé cuối cùng cũng có được người thân thương yêu mình, còn người anh trai Miragon bất công. Đến bây giờ mới nhận ra em gái mình mất tích rồi, anh trai đem hết sự dịu dàng của mình, dành cho người em gái độc ác tâm cơ. Còn cô công chúa nhỏ thực sự quan tâm anh, thì ngay cả khi mất tích cũng chẳng có ai biết, nghĩ tới việc ban đầu là Estac đã cứu đại hoàng tử đang cận kề cái chết, cô cẩn thận băng bó cho anh, còn đem chiếc chăn duy nhất, đắp lên trên người anh trai, Estac làm xong mọi việc, cả người bẩn thỉu, bởi vì sợ rằng anh trai sẽ ghét bỏ mình, vì thế cô gái nhỏ bé, chỉ có thể cô đơn cuộn tròn nằm trên đất, gió đêm lạnh lẽo thổi, khiến cô bé dùng mình, nhưng trong lòng cô lại rất đỗi ngọt ngào, cô bé cuối cùng, cũng không còn là cô bé đáng thương không có người thân nữa rồi, nhưng Estac vừa mới chìm vào giấc ngủ, thì đại hoàng tử đã tỉnh dậy từ trong cơn hôn mê, vết thương trên người anh, đã được xử lý ổn thỏa, lúc này anh mới chú ý tới, cô bé đang cuộn tròn lại bên cạnh mình, anh vô thức muốn chạm vào, đầu của em gái, chỉ là cuối cùng lại kiềm chế lại, trong lời tiên tri của đại tư tế, một ngày nào đó bóng tối sẽ nuốt chửng ánh sáng, mà cách duy nhất để giải quyết, đó chính là cách càng xa càng tốt, Miragon ánh mắt phức tạp, nhìn vào mái tóc đen của em gái, sau đó lạnh lùng xoay người rời đi, chỉ là anh không ngờ rằng ngày hôm sau, hai người họ lại gặp mặt, Estac rụt rè, đi theo sau tỷ nữ, trên gương mặt mang dáng vẻ thận trọng vẫn hiện lên nụ cười lấy lòng, dáng vẻ e dè này, khiến đại hoàng tử vô duyên vô cớ cảm thấy bực bội, chuyện tối qua cảm ơn ngươi, thế nhưng ta cũng muốn cảm ơn ngươi, có thể tìm được một chiếc chăn rách nát thế, từ trong vô số thứ đồ để đắp lên cho ta, nói đi ngươi muốn được thưởng gì, thái độ kiêu ngạo của Miragon, giống hệt như đang bố thí, Estar gửi thân chớp mắt, cô bé rất muốn nói cho anh trai biết, chiếc chăn đó, đã là thứ tốt nhất cô bé có thể tìm thấy được, nhưng cuối cùng công chúa nhỏ, cũng nói là nguyện vọng của chính mình. Cô bé nói với anh trai, bản thân muốn vài chiếc váy mới đương nhiên những thứ này đều là cho loena còn mình thì một cái cũng không cần đại hoàng tử không ngờ rằng nguyện vọng của em gái lại đơn giản như thế vì thế anh không những đặt cho loena váy mới mà còn tiện tay đặt thêm cho em gái mấy chiếc coi như là trả lại ân tình em gái đã chăm sóc mình đêm ấy như vậy mới có thể cảm thấy thoải mái tiếp tục không để tâm tới cô em gái này chỉ là miragon không ngờ rằng công lao của mình lại bị tỷ nữ cướp mất vì thế khi anh nghe thấy em gái nói váy là do loena đặt mới tỏ ra tức giận đến thế, anh định đi tìm người tỷ nữ kia để lý luận trực tiếp, không ngờ rằng vừa bước ra khỏi vườn hoa, đã gặp ngay Loena, váy ta tặng cô có thích không? Loena còn chưa kịp phản ứng, đại hoàng tử đã truy hỏi, tại sao lại nói dối? Loena bị dọa sợ run bần bật, nhưng khi nghĩ tới, những tuổi thân mà Estac phải chịu nhiều năm nay, cô bỗng dưng không còn sợ hãi nữa. Điện hạ người quả thực là một tên đàn ông hèn nhát, chỉ khi nào bản thân vui thì mới đối xử tốt một chút với người khác, lúc không vui thì sẽ vứt bỏ người khác trong mắt của ngài công chúa của chúng ta không bằng một phần của công chúa Lily. nhưng dù là vậy tại sao ngài lại cho công chúa estark một chút hy vọng nhỏ bé cơ chứ ngài có biết khi một trái tim chân thành bị đem ra dẫm đạp thì đau đớn thế nào không lời nói của loena giống như một con dao sắc nhọn cắm thẳng vào trái tim của đại hoàng tử miragon thẹn quá hóa giận muốn phản bác nhưng lại chẳng thể nói được câu nào anh nghĩ tới sự vui vẻ khi em gái gọi tiếng anh trai lại nghĩ tới sự tuyệt vọng trên gương mặt đầy nước mắt khi cô bé bị bỏ lại anh quả thực giống như những gì Loena nói, tệ hại đến vậy sao? Miragon càng nghĩ càng thấy đau lòng, cuối cùng rời đi trong sự bối rối hoảng. Ở trước mặt anh trai, người em gái trà anh trắng trợn, bắt nạt tiểu công chúa, sau đó còn chạy đi, mách lẻo với phụ hoàng, cô bé đỏ mắt, nhìn về phía người đàn ông ngồi trên vương vị, bày ra dáng vẻ khóc sứt mướt, dường như đã phải chịu ấm ức lớn, vẻ mặt đáng thương nói rằng, con chỉ muốn xem cái lược của chị, không ngờ chị lại tức giận, Rilly bày ra vẻ, con không trách chị ấy, một câu nói liền giành được hào cảm của tất cả mọi người đang có mặt chỉ trong một thời gian trong hoàng cung lan truyền về việc cô công chúa xui xẻo bắt nạt công chúa may mắn không ít người đều nói estac không được dạy dỗ tử tế thậm chí còn có người nói lời tiên tri sắp ứng nghiệm chỉ có giết chết estac mới có thể ổn định lòng dân không lâu sau những lời này cũng truyền đến tai của nhị hoàng tử ánh mắt anh đột nhiên trầm lại những điều này không giống với hình ảnh cô gái ngoan ngoãn trong ấn tượng của anh noe nhớ rằng lần đầu tiên họ gặp nhau là vào một buổi chiều mùa đông, Estac bé nhỏ đang ngồi trên bậc thềm, cô buồn rầu nắm chặt tóc của mình, miệng lẩm bẩm rằng tất cả là vì mình quá bẩn nên mới bị người ta ghét. Ánh mắt của nhị hoàng tử vô tình bị thu hút, nhưng vừa nhìn tóc, anh đã nhận ra cô bé này là người mà đại tư tế đã tiên tri, chỉ là thân là một người hoàng tộc, cô ăn mặc quá giản dị, cơ thể Estac gầy gò, vốn dĩ không giống như người nguy hiểm như trong lời tiên tri. Nghĩ vậy nhị hoàng tử liền đi đến, thấy cô bé bị lạnh đến phát run quỷ xui thần khiến thế nào mà, anh cởi áo khoác của mình, cảm giác ấm áp, khiến mắt Estac liền đỏ lên, chỉ vì chiếc áo khoác này quá quý giá, cô bảo anh mau cầm về đi, mà nhị hoàng tử lại dịu dàng lắc đầu, anh còn quan tâm, giúp Estac chỉnh lại cổ áo, em cứ coi như đây là, sự quan tâm của một người nhà đi, những chiếc áo như này, Noe có rất nhiều, nhưng biểu cảm lúc đó của công chúa nhỏ, lại giống như nhặt được báu vật, vì vậy một cô bé hiểu chuyện như vậy, sao có thể dám cướp đồ của người khác cơ chứ? Nhị hoàng tử chuẩn bị tìm cơ hội, để đi hỏi người anh, mà cùng lúc đó đại hoàng tử cũng nghe được, tin như giống như vậy, nội tâm anh càng lung lay, nhưng dựa theo lời tiên tri, lại gần Estac thì sẽ dẫn tới tai họa, anh không muốn từ bỏ, hoàng vị đã sắp đến tay, khi anh đang vô cùng khó xử, phía ngoài thư phòng vang lên, tiếng gõ cửa trầm ổn, người đến là kỵ sĩ Erson, đại hoàng tử mất kiên nhẫn xua tay, nhưng ngay sau đó anh nghe thấy, một tin tức khiến anh kinh ngạc, công chúa Estac mất tích rồi, tim của anh, bị hẫng mất một nhịp, một cảm giác bất an, len lỏi trong tim của anh anh đột nhiên hối hận, hai người đều là em gái, nhưng vì tóc đen đại diện cho sự xui xẻo, vì vậy cho dù tiểu công chúa bị đánh mắng, thì anh cũng chỉ, đứng bên lạnh lùng nhìn, trái tim của anh vĩnh viễn hướng về, công chúa tóc trắng, chỉ là chính anh cũng không rõ, tại sao sau khi nghe tin em gái mất tích, trái tim của anh lại đau đớn đến vậy, anh bối rối lật tìm, quyển sách pháp thuật trong ngăn tủ, anh nhớ rằng trong đó có ghi rằng, có thể có chú định vị người, nhưng tìm mãi, vẫn không thấy quyển sách đâu. Lúc này anh hoàn toàn sợ hãi anh như phát điên lên, lệnh cho thuộc hạ, đi tìm tiểu công chúa, còn mình thì ngồi suy sụp trên ghế, anh chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày, em gái sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của anh, thậm chí còn không cho anh cơ hội hối hận, anh đau khổ nhớ lại, hình ảnh mấy ngày trước, rõ ràng anh tận mắt thấy Rilly, cướp lược của tiểu công chúa, nhưng là một người anh trai, anh lại không làm gì cả, anh thậm chí nếu chỉ chọn một, anh không hề do dự chọn Rilly, nếu như lúc đó anh, quay lại nhìn, anh sẽ thấy được, giọt nước mắt tuyệt của cô. Thực ra đại hoàng tử không phải là khôn yêu thương em gái, mà chỉ là quá khứ hồi nhỏ, đã che mờ mắt anh. Mẹ anh là một người đàn bà điên cố chấp, từ nhỏ đã yêu cầu anh trở thành một người thừa kế hoàn hảo. Anh bị đánh mắng như cơm bữa, anh chỉ có thể đem việc thừa kế vương vị là mục tiêu duy nhất. Cho dù như vậy, anh vẫn rất yêu người phụ nữ nghiêm khắc này. Chỉ là không lâu sau, người mẹ qua đời, một đứa trẻ như anh, cũng vì thế xa suốt tinh thần. Cho đến khi anh lần đầu tiên gặp Rilly, một cô bé xinh đẹp, như bông hoa bách hợp, cô gái nhỏ bé, cất tiếng gọi anh trai đầy dịu dàng, bức tường cao trong trái tim anh, lập tức bị phá vỡ, thì ra anh không hề tin rằng thế giới này, có cái gì gọi là tiên tri, nhưng khoảnh khắc này anh lại xem người em gái này, như là một vị thần, chỉ là không biết tại sao, gương mặt nhỏ bé của Riley trong ký ức anh, dần trở nên mơ hồ, thay vào đó lại là nụ cười e thẹn, của Estac, giờ phút này trái tim anh, giống như bị xét nát, rõ ràng anh có để ý đến Estac, nhưng tại sao nhiều lần, anh lại khiến cô tổn thương. Nếu như hôm đó anh có cơ hội, anh nhất định sẽ đối xử tốt với người em này. Nghĩ đến đây anh đứng dậy, đi đến cung điện của Estac. Đại tư tế từng nhắc nhở anh nhiều lần rằng đừng đi đến đó. Nhưng anh đã không muốn nghĩ nhiều như vậy nữa. So với sự an nguy của em gái, thì ngôi vị này thì chả là cái gì cả. Chỉ là anh không ngờ rằng nơ ở của Estac lại tồi tàn đến vậy. Mà anh cũng sắp biết được những thứ này là chân tướng khiến anh vô cùng hối hận. Hai người em gái sinh cùng ngày, nhưng anh trai lại chỉ yêu thích người em tóc trắng anh làm như không thấy sự xuất hiện của tiểu công chúa thậm chí còn không cho cô bé gọi anh là anh trai vậy mà cho đến khi cô mất tích anh mới nhận ra rằng mình đã sai đến mức nào anh một mình đi về phía cung điện của tiểu công chúa nhưng càng đi vào trong trái tim anh càng nặng nề một cung điện hoang vu dường như đang tố cáo sự bất công của anh mà sau khi vào trong anh càng kinh ngạc hơn bởi cảnh trượng trước mắt gỗ của xà nhà dường như sẽ sụp đổ ngay lập tức mà trong cung điện rộng lớn lại không tìm được một ngọn nến đây rõ ràng không phải là nơi ở của người, nhưng em gái anh, lại sống trong hoàn cảnh này, 10 năm rồi, cảm xúc trong lòng anh đan xen lẫn nhau, anh yêu cầu Loena, đưa anh đi xem phòng của tiểu công chúa, vậy mà vừa bước lên bậc thang, anh liền bước hụt, anh cúi đầu nhìn mới thấy được, chiếc cầu thang dưới chân anh bị hỏng, vừa nghĩ đến người bị thương, có thể sẽ là Estac, trái tim anh lại trở lên run rẩy mà Loena dường như đã sớm quen với điều này, cô bất lực nói rằng, cô biết chiếc cầu thang này rất nguy hiểm, nhưng bọn họ lại không có nhiều tiền để tu sửa nó. Bên hoàng cung cũng thường cắt mất tiền nuôi dưỡng Estac, vì vậy bọn họ chỉ riêng việc ăn uống cũng đã rất khó khăn rồi. Mùa đông ở đây cũng rất lạnh, nhưng cho dù lạnh đến phát cóng, nhưng Estac chưa từng oán trách, nói đến đây ánh lắm Loena, đột nhiên trở nên dịu dàng. Công chúa thường nghĩ rằng, sẽ có một ngày người nhà sẽ đến đón cô, vì vậy cho dù có khổ cực, cô vẫn như một ánh dương nhỏ, nhìn dáng vẻ tràn ngập mong chờ của cô, tôi thật sự không nỡ, phá vỡ giấc mơ của cô, Lời của Loena, như một con dao, cô rạch nát chân tướng đầy đau đớn, mà đại hoàng tử không dám đối mặt, anh không tưởng tượng nổi, có chuyện gì còn buồn hơn hiện tại, thì anh là người anh, tồi tệ đến vậy, là anh nhiều lần lựa chọn, thiên vị Rilly, cũng là anh nhiều lần, đẩy Estac ra xa, trong lúc anh chìm đắm trong suy nghĩ, anh đã đi đến trước cửa phòng, chỉ đứng từ xa, anh đã ngửi thấy một mùi buồn nôn, mà mở cửa phòng ra, hình ảnh bên trong, càng đáng sợ, xung quanh ẩm ướt tối đen thậm chí còn không bằng phòng để củi của hạ nhân, mà trong tủ chỉ có vài bộ quần áo bẩn đã cũ nát. Nhìn thấy cảnh này, anh dường như ý thức được điều gì, anh đau đớn ôm chặt lấy đôi mắt, nước mắt anh không ngừng rơi xuống. Estac lấy chiếc khăn sạch sẽ nhất đắp lên người anh, mà anh lại dùng những lời độc ác đâm vào trái tim yếu đuối đó. Vừa nhớ đến ánh mắt tuyệt vọng của Estac, anh rất hối hận, muốn tự tay tát chết chính mình. Anh là người anh trai tệ nhất thế giới, chỉ vì tóc đen đại biểu cho sự xui xẻo, vì vậy anh cho rằng Estac chỉ là nịnh hót anh anh mắt mù tim mù, còn đem toàn bộ tình yêu thương, cho người em xấu xa, mà giờ phút này khi đứng trong phòng của Estac, anh mới hiểu được cảm giác, đau đến nghẹt thở là như thế nào, cuối cùng Estac đã rời bỏ anh, vậy mà chính vào lúc này, ánh mắt anh vô tình nhìn thấy, chiếc áo khoác trong tủ, kiểu dáng cao quý, không phù hợp với chiếc phòng cũ nát này, anh như bắt được một, ngọn cỏ cứu mạng, anh còn tưởng rằng chiếc áo này, có liên quan đến việc Estac mất tích, nhưng đáng tiếc Loena nói với anh rằng, đây là rất lâu trước kia nhị hoàng tử tặng cho tiểu công chúa, Estac không nỡ mặc, nên vẫn luôn gấp gọn nó lại, khi nhớ người thân, thì cô lấy ra ôm một lát, nhưng Estac không dám ôm quá lâu, cô sợ sẽ làm hỏng phần quà này, âm thanh của Loena trở nên nghẹn ngào, cô từng bảo Estac, đừng thích người thân mình nữa, bọn họ không đáng giá, nhưng lúc đó, Estac chỉ mỉm cười rồi lắc đầu, ánh mắt cô chứa đầy sự bất đắc dĩ, ta cũng hy vọng mình đừng thích họ, nhưng đây không phải là chuyện, mà ta có thể làm được. Nghe thấy lời của Loena, lúc này anh đã, khóc ướt cả mặt, anh như con thú bị nhốt, gào thét vô vọng trong bóng đêm, nếu như anh được quay trở lại ngày hôm đó, anh nhất định sẽ dùng cả đời này, bù đắp những điều anh đã nợ Estac trong 10 năm qua, nhưng đáng tiếc tất cả manh mối đều đứt đoạn, bây giờ chỉ có khả năng duy nhất, người đưa tiểu công chúa đi, chính là thích khách mấy hôm trước, hôm đó đại tư tế chủ động tìm anh, khẳng định chắc chắn rằng, nhân vật nguy hiểm, đang mai phục bên cạnh Riley, thế là anh không cần suy nghĩ, liền đi đến cung điện của Riley, mà giống với lời tiên tri của đại tư tế. Vừa vào anh đã nhìn thấy, một người đàn ông cả người mặc đồ đen, đang niệm thần chú để tấn công, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, anh theo bản năng chắn trước mặt Riley, con dao sắc bén đã đâm vào eo của anh, nhưng cho dù như vậy, anh vẫn lấy lá chắn bảo vệ cho Riley, sau đó người đàn ông liền chạy về phía điện của Estac, anh cũng đuổi theo đến gần đó, nhưng đáng tiếc chưa bắt được thích khách, thì anh đã vì mất máu mà rơi vào hôn mê, vừa nghĩ đến đây trái tim anh lại đau đớn, anh có thể vì Riley mà bị thương nhưng lại để tiểu công chúa đã chăm sóc mình cả đêm, nằm ở chỗ cũ. Anh có hai người em gái, nhưng chỉ vì chính mình thiên vị mà anh đã đánh mất một người em. Anh không kìm nổi sự run rẩy của đôi bàn tay. Thực ra anh đã sớm đặt Estac ở vị trí quan trọng giống như Riley, nhưng chỉ vì chút lòng tự tôn đáng chết mà anh nhiều lần làm tổn thương tình cảm của Estac. Anh đau đớn ôm lấy đầu mình, anh không dám nghĩ tiếp những chi tiết nhỏ lúc trước và những gì trước mắt lại đang mạnh mẽ nhắc nhở anh, anh trong vai trò là người anh trai, đã thất bại như thế nào? anh tự lừa mình dối người rằng, nếu như hôm đó anh đưa tay ra, có lẽ chỉ một lát, có phải là em gái sẽ, không thất vọng rời đi, có phải là cô sẽ tha thứ cho anh, anh không phải là chưa từng thấy, bộ quần áo cũ nát trên người Estac, không phải là chưa từng thấy, gương mặt đầy nước mắt của cô, anh chỉ là đang giả vờ không thấy mà thôi, móng tay anh cắm sau vào da thịt, nhưng chút đau này sao có thể so với, nỗi đau trong tim, cô bé chịu đói, chăm sóc anh cả đêm, nhưng anh lại bố thí cho Estac, một ánh mắt ghét bỏ. Anh thậm chí còn không cho cô gọi mình là anh trai, nhưng cô bé đó lại cẩn thận ôm lấy mấy bộ quần áo cũ mà họ tặng, anh cũng không phân biệt được, trái tim anh đang đau hay là đang tuyệt vọng, anh lặng lẽ quay người rời đi, bây giờ chỉ còn lại hy vọng, chính là mau chóng tìm được quyển sách phép thuật, cho dù sau khi Estac trở về, cô sẽ không muốn tha thứ cho anh, anh cũng muốn tìm cô về, lúc này anh đang đi khắp nơi tìm em gái, mà ở ở một nước xa xôi phía đông, tiểu công chúa đã có anh trai mới, bắt đầu cuộc sống ngọt ngào của hai người, Albion tặng cho Estac một vườn hoa linh lan phép thuật, những bông hoa nhỏ xinh cúi đầu e thẹn, nhưng chúng như đang dùng hoa ngữ, để nói rằng tiểu công chúa nhất định phải hạnh phúc, chỉ là hình ảnh quen thuộc này quá giống, lập tức khiến, mũi cô trở nên cay cay, cô từng rất ngưỡng mộ, really có một vườn hoa bách hợp, cũng vô số lần mơ mộng rằng, các anh cũng sẽ tặng cho cô một cái, nhưng đáng tiếc giấc mơ tan vỡ, thì ra không phải là cô không xứng đáng có được, chỉ là người thân cô không chấp nhận cô mà thôi, cô liền sơ, chiếc lược ở bên tai, nhưng không ngờ rằng, đồ vật cực kỳ quan trọng này của cô lại biến mất cô hoang mang tìm kiếm xung quanh mà Obelian lại nhẹ nhàng vỗ vai cô anh an ủi cô ăn chút gì trước sau đó lấy từ trong chiếc giỏ ra chiếc xe nuýt đã chuẩn bị sẵn khoảng thời gian này anh đã hiểu rõ sở thích ăn uống của cô mà anh cũng rất nguyện lòng làm một người quản gia thân cận của cô chăm sóc sinh hoạt hàng ngày cho estac nói ra thì nếu như em gái anh nếu giờ vẫn còn sống thì tuổi tác cũng tương đương với estac chàng trai nhìn estac ánh mắt tràn ngập sự hoài niệm Chính vào lúc này tiểu công chúa, đột nhiên nói rằng, cô có chút thắc mắc muốn hỏi Erbilian, còng tay của anh có thể tháo ra được không? Nhìn thấy anh trai khó khăn trong sinh hoạt, cô rất muốn dùng phép thuật để giúp anh. Có một người em gái hiểu chuyện thì anh ta lại không yêu thương, lại chỉ yêu thương. Công chúa trà xanh tính cách kiêu căng, đợi khi hoàn toàn mất đi, anh mới ý thức được, trong lòng anh, em gái quan trọng ra sao? Nhưng đáng tiếc lúc này, Estac đã tìm được người thân thực sự yêu thương cô, những thứ tình cảm đến muộn kia còn rẻ mặt hơn cả cỏ, cô sẽ không cần nữa so với đại hoàng từ lạnh lùng, người anh mới từ trước tới nay đều, không chê cô tóc đen, anh còn giống như một kỵ sĩ, dịu dàng bảo vệ cô, vì thế chỉ mới vài ngày, vị trí của Abelian trong lòng cô, đã vượt qua, hai người anh trai vô tình kia, vì vậy cô dự định, muốn giúp anh điều gì đó, cô đau lòng, chạm vào cổ tay anh, chiếc còng thô giáp, khiến bị ma sát đến bầm tím tay, nếu có thể giúp cho anh được thì tốt biết mấy, nghĩ vậy tiểu công chúa, đột nhiên nhớ ra, trong sách nói không chừng có, phép thuật để mở còng tay mà cô cũng muốn nhân cơ hội này, thử thần chú về nhà, thế là tiểu công chúa nhẹ nhàng kéo, tay áo của anh trai, cô ngoan ngoãn nói rằng, nếu như tìm trong sách được cách mở khóa, nhưng cô chưa kịp quay người, thì Abelian bắt lấy, cô tay Estac, ánh mắt anh lóe lên một tia gian xảo, Estac lập tức có cảm giác, như bị nhìn thấu tâm tư, cô còn chưa kịp chạy đi, thì Abelian ở phía sau, đã trêu cô rằng, không phải là để lừa tôi sao, nghe thấy vậy, Estac ngập ngừng lắc đầu, nhưng lại thấy anh, đã cong mắt cười. Lúc này Estac mới nhận ra mình đã bị anh trêu rồi, nhưng nói đi nói lại thì Aerilion lại nhấn mạnh với em gái rằng, cần chú ý nghỉ ngơi, sử dụng phép thuật quá mức dẫn đến quá sức mà sinh bệnh, anh có thể hiểu được. Tâm tình muốn quay về nhà của cô, nhưng sách phép thuật có chất anh cũng sẽ không giao ra đâu. Nói xong anh chớp mắt, tỏ vẻ vô tội, khiến cho tiểu công chúa giận dỗi. Nhìn thấy biểu cảm sinh động của cô, Aerilion cũng nở một nụ cười hài lòng, cô bé này đã hoạt bát hơn so với lúc mới đến xem ra sự nỗ lực của anh là không phí công. Ngay sau đó anh đưa tay, xoa lọn tóc của cô, sau đó bất đắc dĩ nói, tạm thời anh không muốn cởi khóa, bởi vì nếu như làm thế, có vài người sẽ sợ, anh hờ hững sờ khóe miệng, dù sao đối với anh mà nói, đép xiềng xích cả đời cũng không sao. Abelian nói thật nhẹ nhàng, nhưng trái tim của cô, lại đột nhiên siết lại, cô lớn tiếng nói với Abelian rằng không được, không thể sống chui sống lủi được, cô biết cảm giác bị mọi người ghét bỏ, tuyệt vọng ra sao, vì thế cô càng không thể để anh rơi vào trong đám bùn lầy. Chỉ vì mang tóc đen được coi là điềm không may mắn, công chúa nhỏ từ khi sinh ra, đã không được các anh yêu chiều, bị con em mưu mô bắt nạt, sống ở cung điện hẻo lánh nhất, thậm chí ăn một bữa cơm no, cũng là điều xa xỉ, với một đứa trẻ nhỏ mà nói, cuộc sống như vậy đã quá tàn nhẫn rồi, thế mà người khác còn muốn đổ tội cái chết của hoàng hậu cho cô bé, cô bé bị mọi người coi như sao trổi, ngoại trừ Loena, không ai quan tâm đến cô bé, cho đến khi gặp được Yerevan, Estac mới biết là anh trai có thể dịu dàng đến vậy với em gái. Thời gian qua ở bên nhau, Estat đã coi anh ấy là người thân quan trọng nhất, vậy nên cô bé càng không nỡ, để thiếu niên phải chịu giày vò. Công chúa thương xót nhìn, anh trai bị còng tay, đôi mắt ươn ướt, như thể sắp sửa khóc đến nơi. Yerevan lúng túng không biết phải làm sao, anh ấy đành hứa với em gái rằng, mình sẽ không sống trốn chui trốn lủi, sớm muộn gì cũng sẽ được tháo còng tay. Công chúa nhỏ nghe vậy, mới tạm thời yên tâm, cô ấy tò mò hỏi Yerevan, anh ấy cũng thích Lilia, thì thấy thiếu niên buồn bã quay người đi, anh ấy nở nụ cười gượng gạo, rồi trả lời ngắn gọn rằng, trước kia đúng có thích, trong giọng nói anh ấy không pha lẫn bất kỳ cảm xúc nào, nhưng cô bé cảm nhận được sự tuyệt vọng trong đó, giống như mỗi lần Estac muốn lại gần đại hoàng tử, dù biết rõ mọi việc mình làm đều như thiêu thân lao vào lửa, nhưng dù cho thương tích đầy mình, Estac vẫn cứ lao đầu vào đó, cô bé không thể không yêu người thân, giống như Loena từng dạy rằng, yêu là không cần hồi đáp, những ngày sau đó công chúa nhỏ ngày ngày đòi đọc sách phép thuật, nghe em gái năn nỉ ỉ ôi mãi, Yerevan đành trả sách cho công chúa nhỏ, chỉ là thiếu niên không ngờ, em gái tìm được cách quay về, nhanh đến như vậy, vào một buổi trưa trời trong gió lặng, công chúa nhỏ ngồi trong vườn, lặng lẽ đọc sách, gió nhẹ nhàng thổi qua, mơn trớn mái tóc, nhưng Estac rất tập trung đọc, do cô bé vừa tìm thấy, một câu thần chú kỳ lạ, trong sách ghi rằng, chỉ cần hoàn thành trận pháp, là sẽ lập tức được đưa đến bên. Người đang nhung nhớ mình, công chúa háo hức, muốn thử ngay. Estat tin rằng Loena chắc chắn vẫn còn nhớ mình. Đúng lúc này, Yerevan đột nhiên xuất hiện, chăm chỉ quá nhỉ, ánh mắt thiếu niên lóe lên sự tự hào. Công chúa nhỏ trả lời rằng, mình chỉ không muốn gây thêm rắc rối cho anh ấy. Cô bé đã tìm ra cách quay trở về, nói xong Estat lập tức, đọc một tràng thần chú, trong ánh mắt kinh ngạc của Yerevan, một cánh cửa di chuyển bỗng mở ra, công chúa nhỏ chuẩn bị, dùng phép thuật để rời khỏi đây, Estat không nỡ rời xa, người anh dịu dàng tuấn tú này. Nhưng suy cho cùng thì Loena mới là người đã chăm sóc cô ấy suốt 10 năm. Nghĩ đến đây, Estac kích hoạt, câu thần chú về nhà, ai ngờ người anh trước giờ, luôn nuông chiều Estac, lại bất chấp tất cả ôm chặt lấy cô ấy. Bất kể công chúa nhỏ vùng vẫy kiểu gì, Yerevan cũng không buông tay, anh ấy làm như vậy là có lý do riêng của mình. Trận pháp di chuyển đa phần đều nguy hiểm, cơ thể Estac yếu như thế, khó mà chống đỡ được, trong tình huống này chỉ cần sơ sảy cái, là hồn bay phách lạc ngay, vậy nên bất kể thế nào, anh ấy cũng không để em gái mạo hiểm. Tiếc rằng công chúa nhỏ, không hiểu dụng ý của anh trai, cô chỉ biết Loena, còn đang đợi mình. Estar cố gắng vươn tay, về phía cửa di chuyển, ai ngờ ngay giây sau, Estar cảm thấy ngực đau nhói, như thể vừa bị ai, đâm mạnh vào, chỉ trong chớp mắt, cánh cửa phép thuật đó, liền biến mất, nhìn bóng lưng, dần dần thu nhỏ của Loena, công chúa nhỏ, rơi vào tuyệt vọng, nếu lần này thất bại, e rằng sẽ chẳng còn cơ hội sau nữa, nghĩ đến đây cô ấy lại bất chấp tất cả, để khởi động trận pháp, trong chốc lát một bãi cỏ, nhanh chóng mọc ra ở dưới chân cô ấy. Estac và Yerevan bị kéo vào, một cõi hư vô, tại đây Estac nhìn thấy bóng lưng, của Loena, chỉ thiếu chút xíu nữa là được về nhà rồi. Nghĩ đến đây cô ấy lảo đảo, lao về phía bóng lưng, nhưng Yerevan ở phía sau lại hét lớn, theo tình hình trước mắt, phép thuật sắp vượt ngoài tầm kiểm soát, nếu cứ thế này, e là em gái sẽ mất mạng, nhưng công chúa nhỏ khi ấy, không nghe được gì hết, Estac quá khao khát trở về bên Loena, dù cho phép thuật mang lại cơn đau khủng khiếp, khiến cô ấy run rẩy, thì Estac vẫn kiên quyết, đi về phía bóng lưng, dù cho có phải bỏ lê bò toài, cũng phải bỏ về bên Loena, thế nhưng ngay giây sau, một cơn chóng mặt, ập đến với Estac, cả thế giới đột nhiên tối sầm lại, công chúa nhỏ không lường trước, nên ngã nhào xuống đất, cảm giác đau đớn trong tưởng tượng, không ập đến, Yerevan đã đỡ được Estac, thiếu niên cẩn thận, ôm cô ấy trong lòng, nhìn đôi mắt vô hồn của em gái, Yerevan tự trách bản thân, nếu anh ấy không ngăn cản, thì Estac đã chẳng, bị thương nặng đến vậy nhưng anh ấy cũng có, nỗi khổ tâm riêng, Yerevan chỉ biết thở dài, ánh mắt trở nên dịu dàng, những ngày tháng qua bên nhau, anh ấy đã thích cô gái, vui tươi là quan này, còn nhớ hồi Estac mới tới đây, do thiếu cảm giác an toàn, nên luôn thích ngồi co do trong góc, thức ăn chuẩn bị cho, cũng ít động đến, như thể nhịn đói là sở trường của cô bé, Estac quá đỗi lương thiện, chỉ cần quan tâm một chút thôi, cô bé ấy, cũng cảm động phát khóc, biểu hiện kỳ lạ này, khiến Yerevan cảm thấy, dường như cô bé hiểu chuyện này, chưa từng được đối xử tốt. Trên người Estac, anh ấy thấy bóng dáng mình trước kia, thế nên Yerevan hy vọng, cô bé được hạnh phúc, do anh trai ngăn cản, công chúa nhỏ bị phép thuật hại cho, rơi vào hôn mê. Estac yếu ớt nằm trên giường, khuôn mặt trắng bệch như thể sắp ngừng thở đến nơi, Yerevan ngồi bên cạnh chăm sóc, nhưng do bị thương nặng, mãi mà Estac chưa tỉnh lại, lúc này cô ấy đang nằm mơ, một giấc mơ dài, trong mơ rất nhiều người, đang điên cuồng tìm kiếm cô ấy, có Loena, kỵ sĩ Aston, thậm chí cả đại hoàng tử đều đang lo lắng cho cô ấy. Cuối giấc mơ anh trai dường như còn khóc, buồn bã như thể vừa đánh mất, một món bảo vật quan trọng. Vậy đây là nước mắt, mà anh trai khóc vì cô sao? Ngay giây sau, công chúa nhỏ tỉnh giấc, nhưng trước mắt đâu còn. Đại hoàng tử buồn bã, bên giường cô ấy chỉ còn lại, mỗi mình nghe Raven dịu dàng. Khoảnh khắc đó, con tim đầy kỳ vọng của cô bé, bỗng nhiên hụt hẫng. Đáng ra cô phải biết rằng, đại hoàng tử chẳng hề nhung nhớ mình, có Lily thấu tình đạt lý. Ở bên cạnh, e là hiện tại anh trai còn chẳng biết, cô đã mất tích công chúa nhỏ cười gượng giấu nỗi hụt hẫng trong mắt sau đấy dựa người vào lòng yerevan thấy công chúa nhỏ tỉnh lại sau giấc ngủ dài thiếu niên không còn giữ nổi hình tượng công tử thường ngày anh ấy cằn nhằn một hồi với em gái dạy dỗ một phen sau khi biết là không có gì đáng ngại yerevan mới thấy yên tâm anh ấy dịu dàng bảo với công chúa nhỏ bữa sáng ngày mai anh ấy chuẩn bị món sandwich mà estark thích nhất vậy nên tối nay phải nghỉ ngơi cho tốt nói xong yerevan định tắt đèn ra ngoài nhưng chưa kịp quay người thì em gái đã khẽ kéo tay áo anh ấy. Công chúa nhỏ làm bộ mặt đáng thương, mãi một hồi sau, mới lắp bắp cầu xin rằng, anh, anh ở lại đây thêm một lúc được không? Không đợi Yerevan trả lời, công chúa nhỏ đã hòa khóc, cô ấy thể thốt rằng, sẽ không làm phiền anh ấy, chỉ cần ở lại một phút cũng được, vì sợ ngủ một mình trong bóng tối. Nói xong công chúa nhỏ mới nhận ra, mình vừa lỡ lời, đưa ra yêu cầu quá đáng như vậy, chắc sẽ bị ghét mất. Nghĩ đến đây, cô ấy vội vàng xin lỗi anh trai xin lỗi, em không nên vòi vãnh, xin anh đừng bỏ rơi em. Đến cuối cùng công chúa nhỏ cũng không rõ, mình đã nói những gì, cô ấy chỉ sợ Yerevan cũng sẽ bỏ rơi mình giống đại hoàng tử. Trong lúc cô ấy ngồi nghĩ lung tung, Yerevan đã ngồi xuống giường, trả lời cô ấy, anh có thể ngồi đây đợi, đến tận lúc em ngủ, nhưng rốt cuộc ai đã bảo em, cần người khác ở bên là vòi vĩnh. Giọng nói của Yerevan, tràn ngập phẫn nộ, nhưng Estac lại không hề thấy sợ, cô ấy còn cảm thấy Yerevan khi nổi nóng trông rất giống Loena, chỉ những ai thực sự quan tâm cô ấy, mới có cảm xúc đó, nghĩ đến đây, công chúa nhỏ, thấy bình tâm hẳn, thế cô ấy khẽ lắc đầu, không ai bảo cô ấy như vậy, nhưng đứa trẻ đáng yêu, mới có quyền vòi vĩnh, còn đứa bị ghét, thì khóc lóc sẽ chẳng được gì, nói xong Estac buồn bã lấy tay, vuốt mái tóc đen, từ khi sinh ra cô ấy, đã chẳng được thiên vị, cùng là công chúa, nhưng em gái được mọi người yêu thương, do có mái tóc trắng, có thể khóc lóc, có thể vòi vĩnh, còn công chúa nhỏ tóc đen, thì chẳng có gì, thậm chí muốn gọi một câu anh trai cũng phải hỏi ý kiến đại hoàng tử, thế nên cô ấy mới sợ hãi, cảm giác bị bỏ rơi. Estac cố gắng lấy lòng mỗi người ở bên mình, nhưng dần dần cô ấy cũng mệt, cô ấy cũng muốn có một bến cảng chắn gió. Estac vuốt mái tóc đen trong vô vọng, người thân cùng huyết thống còn không chịu nổi cô ấy, nữa là Yerevan mới quen vài ngày, có khi cô ấy là sao trổi, giống như lời tiên tri thật, không thì tại sao lần nào cô ấy cũng là người bị bỏ rơi? Công chúa nhỏ thốt ra bí mật giấu tận đáy lòng, khóe mắt thiếu niên dần trở nên đỏ hoe, họ có tuổi thơ rất giống nhau, đều bị những người thân yêu nhất, làm cho tổn thương, vậy nên Yerevan mới, không muốn Estac rời đi, anh ấy đã bí mật, lấy trộm cặp bắp của em gái, cũng chính anh ấy là người, chịu đau để chặn phép thuật, anh ấy nghĩ đủ mọi cách, để giữ em gái lại, nhưng dường như công chúa nhỏ, kiên quyết đòi quay về, vậy anh ấy sắp bị bỏ rơi sao? Yerevan lúc này không còn để tâm, đến hình tượng lạnh lùng của mình. Anh ấy cầu xin Estac, ở lại thêm vài ngày được không? Nhưng công chúa nhỏ kiên quyết lắc đầu, cô bé bảo rằng nếu còn ở đây, sợ là Loena sẽ làm điều dại dội mất. Hơn nữa cô ấy còn muốn nỗ lực nốt lần cuối cùng, tuy rằng lúc nào cũng cảnh cáo bản thân, đừng hy vọng gì về người thân. Nhưng cô ấy đã khao khát tình thân cả chục năm nay, không phải muốn thay đổi là được. Nghe em gái nói vậy, Erevan chỉ biết thở dài, quả nhiên anh ấy vẫn hết cách. Với công chúa nhỏ, thiếu niên nhấc đôi tay em gái lên, anh ấy nhét vào tay cô ấy, chiếc cặp bắp hoa linh lan, tượng trưng cho hạnh phúc không phải ai trên thế giới này cũng sẽ yêu em, vậy nên em không cần phải yêu tất cả mọi người, em xem em đã có, người yêu thương mình đấy thôi, sự dịu dàng trong mắt anh ấy, như sắp tràn ra ngoài, Yerevan khẽ nói xin lỗi, anh không nên ích kỷ, giữ em ở bên mình, nhưng chưa nói dứt lời, thì Estac đã nhào vào lòng anh ấy, cô gái lương thiện không hề nghi ngờ, anh trai là người lấy cặp tóc của mình, nghe em gái cảm ơn dối rít, Yerevan chỉ cảm thấy mình bỉ ổi, không chỗ nương thân, khi đó anh ấy lại càng kiên định phải đưa em gái về nhà đợi công chúa nhỏ ngủ say yerevan lặng lẽ cất sách phép thuật lên giá anh ấy cố tình đặt thấp một dãy nhưng vẫn âm thầm cầu nguyện cô bé phát hiện ra muộn chút tiếc rằng mong ước đó không thành hiện thực vừa tỉnh dậy công chúa nhỏ đã phát hiện quyển sách trên giá anh ấy nhẫn tâm làm hại em gái nên bị ông trời thu hồi tư cách làm anh đại hoàng tử khi ấy đang điên cuồng tìm kiếm công chúa nhỏ cái kỵ sĩ được phái đi hết đoàn này đến đoàn khác nhưng đều không đem về tin tốt dường như em gái anh ấy bốc hơi khỏi nhân gian vậy thậm chí không để lại một chút dấu vết đại hoàng tử tức tối vứt giấy tờ xuống bàn anh ấy đã nghe chán cái câu chúng thần đã cố hết sức nghĩ đến việc em gái còn ở ngoài kia chịu đói chịu rét đại hoàng tử lại cảm thấy tim bị bóp nghẹt anh ấy trách cứ kỵ sĩ vô dụng nhưng quát mắng một hồi xong lại ngồi vào đầu bứt tai suy cho cùng tất cả tội lỗi đều tại anh ấy tại người anh này quá thất bại hiện tại mọi ngóc ngách trong hoàng cung đều đã lục soát rồi giờ chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào người nhị hoàng tử có phép thuật phi phàm hai người họ là anh em với nhau nhưng không thân thiết nhưng vì tìm em gái đại hoàng tử vẫn cắn răng cho gọi em trai đến lúc này anh ấy giống như một con nghiện bất chấp tất cả chỉ cần tìm được em gái anh ấy sẵn sàng làm mọi thứ cùng lúc đó công chúa nhỏ vừa tỉnh dậy khỏi giấc ngủ dài cô ấy vươn vai cho đỡ mọi người đôi mắt to tròn háo hức sốt sắng tìm kiếm thiếu niên dịu dàng kia tiếc rằng có vẻ Erevan đã rời đi từ lâu Estac không khỏi cảm thấy hụt hẫng, đúng lúc này cô ấy chú ý thấy, quyển sách phép thuật trên giá, lẽ nào anh trai cố tình đặt ở đây sao? Nghĩ đến đây, công chúa nhỏ cố gắng nhớn người lên, tiếc rằng sách đặt ở chỗ cao quá, dù cho cô kiễng chân kiểu gì thì vẫn không với tới. Sau biết bao lần thử thất bại, công chúa nhỏ chán nản ngồi bệt xuống, hai bên má găng phồng lên vì giận dỗi. Estac lẩm bẩm rằng, đừng bảo là anh ấy cố tình chứ. Đúng lúc này, đầu óc cô ấy đột nhiên nảy ra một cách, thời gian qua Estac đã học không ít câu thần chú thường ngày, giờ vừa hay có thể sử dụng đến. Nghĩ đến đây cô ấy, khẽ đọc một câu thần chú, không ngờ quyển sách trên giá, lại chậm rãi, rơi vào lòng cô bé thật. Đây là đồ của đại hoàng tử, Estac vội lấy tay áo, lau sạch lớp bụi bên trên, cô ấy lật mở đến trang có ghi, câu thần chú về nhà. Nhưng đột nhiên Estac lại do dự, một bên là Loena, người đã, chăm sóc cô như mẹ ruột, một bên là Yerevan, người coi cô như báu vật, cả hai đều là người thân. Mà Estac không nỡ bỏ rơi, chỉ là đến cuối cùng, Công chúa nhỏ vẫn chọn về nhà, cô ấy thành khẩn đọc câu thần chú được ghi trong sách, nhưng lần này cửa di chuyển lại không hiện ra, phép thuật của cô ấy vô hiệu rồi. Người anh cuối cùng cũng nhận ra, công chúa nhỏ bị mình ghét, mới là người thực sự quan tâm anh ấy, còn cô em gái đã yêu thương suốt 10 năm, lại chẳng hề quan tâm anh ấy sống hay chết. Anh ấy như một kẻ mù, làm tổn thương trái tim Estark, hết lần này đến lần khác, nếu có thể làm lại từ đầu thì tốt, anh ấy sẽ cầu xin em gái, gọi mình thêm một tiếng anh, dù chỉ một tiếng thôi cũng được thì có lẽ trái tim anh ấy sẽ chẳng đau như hiện tại nữa lúc này anh ấy chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào nhị hoàng tử thế là lần đầu tiên trong đời đại hoàng tử chịu cúi mình anh ấy khẩn cầu em trai làm ơn hãy giúp mình dáng vẻ ấy giống như một kẻ con bạc mất hết tất cả thế nhưng mọi nỗ lực đều là vô ích dù cho dùng câu thần chú tìm kiếm mạnh nhất vẫn chẳng tra ra tung tích của công chúa nhỏ nhìn ánh sáng phép thật dần biến mất hy vọng trong mắt đại hoàng tử cũng dần dần biến mất theo cùng lúc đó công chúa nhỏ sốt sắng về nhà nhưng làm phép thất bại hết lần này đến lần khác estark chán nản ngắm nghía đôi tay mình rốt cuộc là vấn đề nằm ở đâu sau khi thử hết lần này đến lần khác cô ấy cuối cùng cũng tìm ra nguyên nhân câu triệu hồi ban nãy đã dùng hết chút ma lực trong người estark rồi giờ mà muốn rời khỏi đây thì phải ngoan ngoãn nằm lên giường nghỉ ngơi nghĩ đến đây công chúa nhỏ không khỏi thở dài cô ấy đã phải suy nghĩ rất kỹ mới nỡ rời đi không thì cũng không yên tâm để yerevan ở lại một mình cô luôn cảm thấy dưới vẻ bề ngoài kiên cường anh ấy có một con tim dễ vỡ nhưng tiếc là hiện tại cô ấy không thể không trở về estark quyết định sau khi về báo bình an cho loena thì sẽ tìm cách trở lại đây dù gì trong lòng estark đã ngầm công nhận yerevan là anh trai của mình thế nhưng yerevan không biết điều này anh ấy đã chuẩn bị tâm lý buông tay dù cho thực sự không nỡ để công chúa nhỏ đi mất nhưng anh ấy cũng đâu thể làm người xấu giam giữ estark ở bên mình suốt đời yêu một người là phải mong người đó hạnh phúc điều yerevan cần làm là giúp công chúa hoàn thành ước nguyện Nghĩ đến đây, Yerevan lại thấy khoe mắt cay cay, nhưng anh ấy vẫn cố gắng, giữ nụ cười trên môi. Chắc giờ này đứa trẻ ấy, đã trở về bên người thân rồi. Hy vọng cô ấy nhớ rõ lời mình dặn, có những người không xứng được yêu, phải học cách yêu bản thân trước. Nghĩ đến đây, Yerevan lại cúi xuống, nhìn chiếc còng tay. Hóa ra nam chính mạnh mẽ của chúng ta cũng từng có, một đoạn quá khứ đau buồn, vậy nên anh mới chủ động đeo còng tay, đóng cửa trái tim mình. Yerevan lúc nhỏ, cũng từng có một gia đình hạnh phúc viên mãn. Cha anh ấy là lãnh chúa có tiếng nhất đế quốc, là người nối nghiệp ông ấy. Từ nhỏ Yerevan đã cho thấy, thiên phú phép thuật đáng kinh ngạc, dân chúng đều yêu mến, đứa trẻ vừa ngoan vừa giỏi này. Vậy nên có người gọi anh ấy, là vương bài của khu Forman, sự kiêu ngạo, nhất thời làm mở mắt thiếu niên, bi kịch cứ thế lặng lẽ nảy sinh. Yerevan khi ấy, bị những lời khen ngợi làm cho mụ mị đầu óc, anh ấy bắt đầu thử, các loại phép thuật bị cấm, trong một lần nọ vì một sơ sẩy nhỏ, câu thần chú đã lấy đi đôi chân của em trai yerevan sau sự việc này cha mẹ không trách cứ anh ấy nhưng hạt giống tội lỗi đã nảy mầm trong thâm tâm thiếu niên giữa xin lỗi và trốn tránh anh ấy chọn cái sau yerevan sợ rằng sức mạnh hắc ám này sẽ lại lần nữa làm hại người thân nên kiên quyết đòi thu mình lại cứ tưởng tránh xa nó tai nạn sẽ không xảy ra nữa nếu sự việc này kết thúc tại đây gia đình anh ấy vẫn sẽ hạnh phúc bên nhau nhưng không biết tại sao tin đồn về lời nguyền hủy diệt bắt đầu lưu truyền trong dân gian cuối cùng truyền đến tai hoàng đế vị hoàng đế điên cuồng muốn có được sức mạnh tà ác này nên triệu tập cha con forman trên đường đến đó cha nhắc đi nhắc lại yerevan bất luận xảy ra chuyện gì cũng không được thừa nhận nhưng khi đến đó sự việc vượt ngoài tưởng tượng của họ họ bị một nhóm binh sĩ bao vây ngay khi vừa mới bước vào yerevan càng không ngờ rằng mẹ và em trai cũng ở đây yerevan khi ấy liền hiểu rõ rằng đây là hồng môn yến mà hoàng đế chuẩn bị riêng cho anh ấy ngay giây sau hoàng đế đứng trước mặt yerevan có việc này chậm muốn xác nhận, nghe bảo vương bài của Foreman, biết sử dụng phép thuật hủy diệt, lời nói thì thầm bên tai này, nghe còn đáng sợ hơn mọi lời nguyền, thiếu niên cúi đầu không trả lời, anh ấy không thừa nhận, bởi một khi thừa nhận, cha sẽ phải gánh tội danh mưu phản, nhưng Yerevan vẫn đánh giá thấp, lòng thâm hiểm của loài người, không đợi anh ấy trả lời, thanh kiếm của hoàng đế đã, đâm xuyên qua người cha, cùng lúc đó mẹ và em trai Yerevan, cũng hét lên đau đớn, nghe tiếng người thân, bị xé rách thịt, bị đánh gãy từng đốt xương. Erevan không chịu nổi cơn tra tấn này, anh ấy niệm thần chú trong tuyệt vọng, ngay giây sau một trận pháp đáng sợ, như thể ác quỷ hiện thế, bao trùm trên đầu họ, vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, người cha hấp hối, kéo lấy vạt áo của con trai, ông ấy dùng chút sức lực cuối cùng, để ngăn cản Yerevan tấn công, cô công chúa dịu dàng lương thiện này, chỉ vì có mái tóc đen, mà bị công chúa giả ngạo mạn bắt nạt, sống ở cung điện hẻo lánh nhất, mặc chiếc váy rách dưới nhất, lần đầu gặp mặt, Yerevan còn tưởng Estac, là ăn mày lạc vào đất cấm về sau anh ấy mới biết người mình nhặt được là công chúa của nước địch estark giống với anh ấy có thiên phú phép thuật hơn người nhìn đôi mắt khao khát học hỏi của cô bé yerevan dường như nhìn thấy bản thân mình năm xưa cùng có thiên tài xuất chúng cùng ở độ tuổi niên thiếu đều ngây thơ dễ lừa điều này khiến yerevan vô thức coi estark như em gái ruột dành sự ăn năn hối hận với người thân cho cô công chúa nhỏ này nhưng dù vậy anh ấy vẫn không thể tha thứ cho mình năm xưa nếu khi đó anh ấy giết chết tên hoàng đế vô liêm sỉ thì có khi người thân đã chẳng chết trong đau khổ không? Nhưng trên đời này không có thuốc hối hận. Nghe lời khuyên của cha, Yerevan đã dừng tấn công. Nhưng thứ mà sự nhân từ của anh ấy đổi lại được là sự hành hạ quá quắt hơn của hoàng đế. Cuối cùng cái thiện đã thua cái ác, cận mắt chứng kiến từng người thân, ngã xuống trong vũng máu, nước mắt lăn dài trên má thiếu niên. Nhưng bất kể anh ấy có xin lỗi bao nhiêu lần, người thân đã qua đời, cũng chẳng nghe thấy nữa. Chưa dừng lại ở đó, hoàng đế bị ổi sau khi làm đủ chuyện ác, còn đổ tội cái chết của công thước lên người Yerevan. Chỉ sau một đêm thiếu niên phong độ ấy, mất hết tất cả, thay vì khen Yerevan là vương bài, người ta bắt đầu mắng anh ấy là kẻ điên, mùi vị rơi từ thiên đường xuống địa ngục, chắc cũng chỉ đến thế. Yerevan chưa đầy 12 tuổi, đã bị bắt đeo, sợi xích nặng hàng trăm cân, giam cầm dưới hầm tối không phiên biệt được ngày hay đêm. Cứ thế ba năm trôi qua, trong ba năm ấy, không một đêm nào, là Yerevan không tràn trọc, vì ân hận, cho đến khi gặp được Estac, cô bé ngây thơ lương thiện này vô tình bước vào cuộc sống của anh ấy, như mặt trời nhỏ ấm áp, dần dần xoa dịu, nỗi đau của anh ấy. Yerevan thật lòng coi công chúa nhỏ, như em gái ruột của mình, nên đương nhiên không nỡ, để cô bé rời đi. Nhưng Estac, có lý do để không thể không về, vậy thì lần này để anh ấy đi tìm cô bé. Nghĩ đến đây, thiếu niên bất giác mỉm cười, chúng ta sẽ còn gặp lại, công chúa nhỏ khi ấy, đã nghỉ ngơi lấy lại sức rồi. Cô bé lại niềm thần chú để về nhà, một làn khói, lập tức bốc lên từ dưới chân. Ngay giây sau cô bé được đưa đến một căn phòng lạ, Estac cảnh giác nhìn quanh, không phát hiện bóng dáng Loena. Đúng lúc này, một người đàn ông tóc trắng ngồi dậy trên giường, chỉ vì mái tóc đen, Estac bị coi là đồ giả mạo, rõ ràng là công chúa có dòng máu thuần, mà lại chẳng bằng một đứa con riêng lai lịch bất minh. Mọi thứ mà em gái muốn, Estac làm chị đều phải nhường cho, nhưng dù vậy, cô bé vẫn muốn thử thêm lần nữa, dù chỉ một lần cũng được, cô bé muốn được biết cảm giác được người thân yêu thương thế là công chúa nhỏ đọc câu thần chú, đưa mình về nhà, giờ phút này, chỉ cần có người thấy nhớ cô bé, là Estac sẽ được đưa đến bên người đó, cô bé không tài nào ngờ rằng, mình lại được đưa đến một căn phòng lạ, nội thất tráng lệ, cho thấy thân phận cao quý của chủ nhân, cũng vì thế, công chúa nhỏ cảm thấy lo sợ, Estac tưởng rằng phép thuật của mình, lại thất bại rồi, thế là cô bé chuẩn bị, chuồn khỏi đây nhân lúc người ta ngủ say, thế nhưng đúng lúc này, người nằm trên giường ngồi bật dậy, đối phương cầu xin Estac đừng rời đi, đôi mắt đong đầy cảm xúc, như thể đang nhìn một ai đó thông qua Estac, công chúa nhỏ sững sờ, mái tóc trắng và đôi mắt xanh quen thuộc này, dù cho cả hai chưa từng gặp nhau, nhưng Estac cũng biết, người nằm trên giường là cha mình, trong chốc lát mọi nỗi ấm ức, dồn nén trong lồng ngực, Estac không ngờ người mong nhớ mình mất, lại là người cha, trước giờ bỏ bên mình, thế nhưng sau đó, lời nói của hoàng đế như nước lạnh, tạt vào đầu công chúa nhỏ, bởi cái tên ông ấy gọi là mẹ Estac. Hóa ra cô bé lại tự mình đa tình rồi xem ra năm xưa tình cảm vợ chồng họ rất tốt đẹp, vậy nên cha mới oán hận Estac, người đã hại chết vợ mình, nghĩ đến đây công chúa nhỏ, chỉ muốn mau mau thoát khỏi đây, cô bé hoảng loạn, tránh né người cha, dùng chút ma lực còn lại, để đọc câu thần chú dịch chuyển, khi làn khói bốc lên, hoàng đế vô thức rút kiếm ra, khiến công chúa nhỏ run rẩy vì sợ, Estac gần như nhảy vào cánh cửa, trong cơn hoảng loạn, may là lần này Estac cuối cùng cũng được, đưa đến chỗ Loena, cùng lúc đó, hoàng thái tử, cũng cảm nhận được luồng phép thuật, cảm giác quen thuộc, giúp anh ấy phán đoán em gái đã về, đôi tay đại hoàng tử run lẩy bẩy, cảm xúc vô cùng hỗn loạn, khi đó anh ấy không biết, phải đối mặt với cô em gái mình mắc nợ 10 năm nay, lẽ nào phải thừa nhận bản thân là một tên khốn ích kỷ sao? Chỉ vì một lời dự đoán vớ vẩn, mà đi hại người quan tâm mình nhất, sau khi làm biết bao điều sai trái như thế, còn có mặt mũi bảo em gái rằng anh yêu thương em, làm sao có thể thốt ra câu đó chứ? Nhưng suy cho cùng anh ấy vẫn nợ em gái một lời xin lỗi, dù cho em gái không chấp nhận dù cho làm vậy, sẽ mất uy nghi của đại hoàng tử, anh ấy cũng phải cho em gái một lời xin lỗi, công chúa nhỏ bị coi là sao trổi, mới là công chúa thật, còn kẻ độc chiếm tình thương của các anh, lại là công chúa giả mạo, hóa ra khi Estat còn chưa ra đời, hoàng hậu nằm mơ thấy lời dặn của thần, trong mơ thần đặt cho công chúa nhỏ, cái tên của vị thần cổ đại, còn dặn người đời rằng, Estat sẽ là nữ thần mới, không biết tại sao, lời dặn của thần lại bị xuyên tạc thành phiên bản khác, hoàng hậu vốn sẽ kế thừa vị trí đại tế tư mất trong lúc sinh con còn đại tế tư mới thì cho người lan truyền tin đồn công chúa nhỏ là tai họa dần dần theo thời gian người ta cũng coi giả thành thật thế là công chúa nhỏ trở thành sao trổi trong miệng lưỡi người đời nếu không vì lần tai nạn đó đại hoàng tử hẳn đã quên rằng mình còn một cô em gái nữa sau đấy tiếp tục cưng chiều công chúa giả mạo tiếp tục tin tưởng đại tế tư bước lên ngôi vị hằng mong ước có những việc một khi đã biết thì không thể làm ngơ mười năm mắc nợ em gái như một cái gai đâm sâu vào tim đại hoàng tử những ngày em gái mất tích anh ấy tìm thợ may giỏi nhất toàn quốc may vô số mẫu váy xinh đẹp khác nhau nhưng dù có lấp đầy tủ đồ của gái thì cũng chẳng thể lấp đầy khoảng trống trong tim sự ăn năn muộn màng này cứ lớn lần theo thời gian cuối cùng công chúa nhỏ cũng trở về bất luận thế nào đại hoàng tử cũng phải đi xin lỗi em nếu không anh ấy sẽ phát điên mất đúng lúc này nhị hoàng tử cũng tới thế là hai anh em quyết tâm đến tầm cung của em gái cùng lúc đó công chúa đang ngồi trên sofa uống ly sữa ngọt dường như sau khi mất tích cung điện được cho nhiều ngân sách hơn, sàn nhà mục nát và cầu thang đều được sửa chữa, ngay cả bữa ăn cũng trở nên phong phú, có một khoảnh khắc công chúa nhỏ đã nghĩ rằng phải chăng phụ hoàng và các anh đã nhớ ra mình, nhưng rồi Estac lại tự phủ nhận ngay, đúng là ao ước viển vông, cô bé tự cười bản thân, có khi đến giờ họ còn chưa phát hiện mình mất tích nữa là, đúng vào lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Estac, Loena ra mở cửa, thì thấy hai hoàng tử hừng hực khí thế, xông vào trong họ sốt sắng hỏi công chúa nhỏ đâu rồi nghe vậy loena lập tức đuổi họ về nhưng đại hoàng tử vẫn bất chấp xông vào trong mới đi vài bước anh ấy đã nhìn thấy cô em gái nhỏ trốn trong góc khi ánh mắt họ giao nhau đại hoàng tử cảm thấy lạnh buốt cô bé không mặc bộ váy mới mà anh ấy đã tặng tay áo lấm lem cho thấy hoàn cảnh của chủ nhân trong quá khứ vậy là em gái vẫn chưa chịu tha thứ cho mình sao đối xử tệ bạc với em gái suốt 10 năm mà người anh còn hòng cầu xin tha thứ anh ấy tưởng tặng quần áo mới sửa sang lại cung điện là mối quan hệ giữa họ lại trở về trước kia nhưng có những thứ đã vỡ rồi vĩnh viễn không thể lành lại giống như ánh mắt em gái nhìn anh ấy từ háo hức đến hụt hẫng cuối cùng không còn lại gì cô bé thà mặc bộ váy đã giặt đến mức bạc màu cũng không chịu mặc những bộ đồ mới khoảnh khắc ấy đại hoàng tử mới thực sự thấm thía mùi vị mất mát nhưng dù như vậy anh ấy vẫn không cam tâm chủ động đề nghị muốn ngồi chơi một lúc nói xong bất chấp loena phản đối đi thẳng vào trong Loena đứng bên cạnh nghiến răng nghiến lợi, công chúa nhỏ đành phải đi theo sau. Không lâu sau, bốn, năm người đàn ông, chen chúc trong phòng khách chật hẹp, Estac vừa ngồi xuống, hai hoàng tử đã tranh nhau, nói mục đích đến. Đại hoàng tử lo lắng hỏi em gái, thời gian qua đã đi đâu, nhị hoàng tử cũng sốt sắng bảo rằng, thời gian qua họ tìm Estac rất vất vả, giọng nói của hai người, run rẩy và sốt sắng, như thể thực sự thấy nhớ, cô em gái này, ánh mắt họ không hề giả tạo, nhưng công chúa nhỏ lại bất an, nhìn đi nơi khác, Việc được các anh tìm gặp là điều mà Estac chẳng dám mơ, nếu là trước kia, át hẳn cô bé đã vui đến mức mất ngủ, nhưng Estac hiện tại chỉ thấy tâm lặng như nước, giống như Erevan từng nói, có những người không xứng được yêu, trước kia cô bé đã nỗ lực như thế, chỉ hy vọng người thân có thể ngoảnh đầu nhìn mình, chỉ cần đối tốt với Estac bằng một phần mười Lily, li. cô bé cũng hết sức trân trọng, nhưng giờ Estac đã biết ai mới là người xứng đáng với tình yêu của mình, nghĩ đến đây, công chúa nhỏ nhìn thẳng vào mắt anh trai, đại hoàng tử giật thót tim khi nhìn ánh mắt kiên quyết của cô bé ánh mắt em gái nhìn anh ấy không còn giống trước kia nữa rồi không còn kỳ vọng và dịu dàng chỉ còn lại lạnh nhạt và bình thản đại hoàng tử khi ấy bỗng thấy sợ hãi tột độ anh ấy quá là hối hận vì đã không trân trọng cô em gái chỉ cần được xoa đầu là mãn nguyện dù cho run lẩy bẩy vì lạnh cô bé vẫn nhường chăn cho anh trai nghĩ đến đây đại hoàng tử còn muốn nói gì đó nhưng khóe miệng loena bỗng nhiên chảy máu công chúa nhỏ ngay lập tức chạy đến chỗ cô ấy khi xưa Em gái cũng từng quan tâm anh ấy như thế, nhưng tiếc là không quay về được nữa. Đại hoàng tử nhẫn tâm làm tổn thương em gái, cuối cùng cũng hối hận rồi. Nhưng hiện tại công chúa nhỏ còn chẳng chịu gọi một tiếng anh. Loena chỉ cắn rách môi thôi, mà Estak đã sót đến mức rơi nước mắt. Vậy mà với hai người anh ruột thịt, cô bé lại lạnh lùng như người xa lạ. Trong chốc lát đại hoàng tử cảm thấy tim bị bóp nghẹt, nhưng tất cả đều do anh ấy tự làm tự chịu. Tình yêu thương thám thiết này trước kia cũng từng thuộc về anh ấy, cô em gái ngoan ngoãn sưởi ấm cho anh ấy vào đêm đông giá rét, chữa thương cho anh ấy bằng đôi tay lạnh cóng, thậm chí sau khi bị tổn thương, vẫn tiếp tục gọi anh ấy là anh, đại hoàng tử đã phá hỏng mọi thứ, anh ấy không dám hồi tưởng, hồi tưởng những lời lẽ, mà mình đã nói, anh ấy cầm Estac không được gọi mình bằng anh, còn lạnh lùng cảnh cáo rằng, nếu phải chọn một trong hai, anh ấy sẽ không chút do so dự chọn Lily, đại hoàng tử càng nghĩ, càng thấy mình là một người anh thất bại, thái độ xa cách của em gái, khiến anh ấy sợ hãi, thế là đại hoàng tử đứng phát dậy, anh ấy muốn chứng minh trong tim em gái vẫn còn có mình em phải gọi anh là gì giọng nói của anh ấy chết chứa lời khẩn cầu nhưng lại không có được câu trả lời mình mong muốn estac đáp là hoàng thái tử điện hạ đại hoàng tử từng yêu cầu cô bé xưng hô như thế nhưng bây giờ nghe lại thì thấy chói tai hơn cả những lời mắng mỏ nhưng dù như vậy anh ấy vẫn chưa từ bỏ anh ấy tự lừa mình rằng chúng ta là người thân máu mủ ruột già muốn nghe em gái gọi một tiếng anh nhưng công chúa nhỏ chỉ cúi đầu không đáp nỗi đau đã khắc sâu vào tim Essa cũng chẳng còn là cô bé, được cho kẹo là mãn nguyện, cô bé sợ mọi thứ trước mắt, chỉ là cái bẫy, chỉ cần mắc câu là anh trai sẽ giống như lần trước, cảnh cáo cô bé đừng ảo tưởng, cuối cùng công chúa nhỏ chọn cách đóng cửa trái tim, đại hoàng tử cũng không được, nghe một tiếng anh từ cô bé, anh ấy như một kẻ bại trận, thất thần rời khỏi nơi ở của em gái, vừa ra đến cửa, anh ấy nhăn mặt, ôm lấy ngực, thị vệ hỏi có cần mời bác sĩ không, nhưng đại hoàng tử chỉ xua tay, hóa ra tấm lòng chân thật, khi bị người khác dẫm đạp lại có cảm giác sống không bằng chết như vậy cuối cùng anh ấy cũng hiểu được nỗi đau của em gái trước kia không biết bao giờ đứa trẻ đó mới chịu tha thứ cùng lúc đó đại tế tư đã hay tin các hoàng tử đến tầm cung của em gái nếu cứ thế này việc ông ta biển thủ công quỹ sẽ bại lộ mất thế là một kế hoạch đáng sợ hơn này sinh ra công chúa sắp gặp nguy hiểm rồi